Lisa nghĩ rằng tổng thống và cái bộ máy của Ukraine cần phải liên lạc nhiều hơn nữa, tức là phải thân với Anh Quốc, phải thân với khối NATO, phải làm quà để mà thân cận với châu Âu, để mà ngoại giao. Chỉ cần là Mỹ ví dụ như là bây giờ viện trợ cho Do Thái mà giảm cái lượng viện trợ cho mình thì mình phải biết tận dụng để mà Pháp viện trợ, Anh Quốc viện trợ, Hàn Quốc viện trợ hoặc là NATO viện trợ, tránh cái vết xe đổ của Việt Nam Cộng Hòa cứ việc dựa vào Mỹ không. Cứ coi như là miền Nam Việt Nam là một tiểu bang của Mỹ, Mỹ sẽ không thể nào bỏ rơi miền Nam Việt Nam, bởi vì Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam là cộng sản quốc tế sẽ nhuộm đỏ ở tại Đông Nam Á. Cho nên Mỹ buộc là phải có mặt bằng mọi giá, Mỹ phải bỏ tiền của vào. Nhưng mà quý vị thấy, một khi mà Mỹ mà vấn đề là họ cảm thấy rằng họ còn phải có áp lực ở bên đây nữa chứ. Hễ mỗi một cái cuộc bầu tổng thống là họ đưa những cái nghị định đó ra, chẳng hạn là tại sao mà tiền bạc đổ vào viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa thì liệu Mỹ ở bên đây, dân chúng Mỹ bên đây được cái gì? Bây giờ họ cũng đang tìm cách họ thảo luận là tại sao mà tiền viện trợ cho Ukraine gần 2 năm nay mà Ukraine làm được cái gì? Bởi cho nên khi nhận vũ khí của người ta hoặc là nhận tiền bạc của người ta, mình phải làm sao cho người ta thấy người ta có cái niềm tin, người ta mới viện trợ nữa. Còn bây giờ cứ việc mà hào ào tiền của vũ khí vô mà mình làm vô căng vô bổ như vậy thì người ta nản, đương nhiên rồi. Cho nên theo Lisa là quân đội Ukraine chỉ có cố thủ thôi, đừng có phản công. Bởi vì phản công, nhiều cuộc phản công của Ukraine nó không có đạt được hiệu quả, đó là thực tế. Phản công mà phải chi quân Nga xâm lược thiệt hại nặng nề thì phản công, còn phản công toàn là bị đi vào những cái bãi miền của Nga không. Rồi cứ ỷ lại là vũ khí của phương Tây, của Mỹ, cứ việc bắn hết quả tiễn Chevrolet, bắn hết quả tiễn HIMARS. Rồi bây giờ coi như là Mỹ bắt đầu đùng một cái cuộc chiến Do Thái, Mỹ lo bắt đầu là viện trợ ào ạt cho Do Thái, thì bây giờ Ukraine tên lửa HIMARS ở đâu, tên lửa Chevrolet ở đâu? Cho nên buộc quân đội Ukraine phải tiếp tục để mà tìm cách để mà sản xuất vũ khí cho riêng mình, và đặc biệt là phải ngoại giao chân rớt nhiều hơn nữa để bảo vệ lãnh thổ của mình. Theo con số công bố thì quân Nga xâm lược đã huy động thêm 25 sư đoàn kèm theo mấy trăm xe tăng của Bắc Hàn viện trợ hoặc là Trung Cộng viện trợ, đặc biệt là máy bay không người lái do Trung Cộng viện trợ, để chuẩn bị cho cuộc phản công lần này để mà xâm lược lãnh thổ của Ukraine. Với nhà vài ngàn xe tăng nói trên là coi như là đủ để mà hù, mà người ta cho rằng là vài ngàn xe tăng có thể là thổi phồng con số lên để cho quân Ukraine sợ, chứ thật ra quân Nga xâm lược chỉ còn dọn dẹp vài trăm xe tăng là cùng, con số không xe tăng đâu, mà những loại xe tăng này coi như là còn sót lại thời kỳ mà Liên Xô. Cho nên quân Nga đã mất gần 3.300 xe tăng chủ lực đời mới ở chiến trường Ukraine, thì làm sao còn lại mấy ngàn xe tăng được. Chủ yếu là quân Nga xâm lược sẽ dựa vào lực lượng bộ binh đông đảo, mà nếu như là dựa vào lực lượng bộ binh đông đảo này thì quân đội Ukraine phải cần Mỹ viện trợ cho F-16 hoặc cùng lắm là viện trợ cho Rapper của Pháp, bởi vì chỉ có không quân thì mới vô hiệu hóa được bộ binh. Bây giờ không còn chiến thuật mà kêu bằng là biển người như ngày xưa nữa, chỉ cần một tên lửa đạn đạo là coi như là tan rác hết. Cho nên quân đội của Ukraine cứ việc cố thủ cho Lisa, giữ những cái số lượng đạn pháo viện trợ. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ quân Nga xâm lược đã được Bắc Hàn viện trợ, đã được Trung Cộng viện trợ, cho nên mới mạnh miệng để mà tuyên bố, để mà tấn công bất ngờ, để xâm lược Ukraine. Ý đồ mà vấn đề là kêu bằng là thủ đoạn của quân Nga xâm lược là muốn xâm lược toàn bộ miền đông của đất nước Ukraine, để từ đó tạo bàn đạp để mà xâm lược vào sâu trong lãnh thổ của Ukraine và chiếm luôn đất của Ukraine. Nhưng mà liệu thế giới có để yên cho quân Nga xâm lược làm hay không? Rất có thể là quân Nga xâm lược sẽ cho phản công ở miền đông Ukraine nhằm mở rộng khu vực ly khai. Cho nên chiến trường ở miền nam Ukraine coi như là đóng lại, không bên nào đưa quân qua để mà gây hấn được. Cho nên chỉ còn chiến trường ở miền đông mà thôi. Quân Nga xâm lược nói mùa đông thì có thể sẽ không thể nào hiệu quả bằng, bởi vì quân Nga đã thất bại trong mùa đông năm ngoái rồi. Cho nên chắc chắn quân Nga sẽ đợi tới mùa xuân. Mùa xuân là từ tháng 2 tới tháng 3. Bởi vì mùa đông thì không thể tiến quân được, bởi vì lãnh thổ Ukraine nó rất là băng giá, nó dưới âm 20 độ C thì làm sao mà đánh đắm gì. Cho nên rất khó để mà tấn công tổng lực. Không ai đem quân tấn công vào giữa lúc bào tuyết, rồi pháo binh làm sao mà di chuyển, rồi quả tiễn làm sao mà vấn đề là phát hiệu được, phát huy được hiệu quả. Cho nên ngoài ra quân đội Ukraine đã quen với thời tiết mùa đông băng giá thì khó mà quân Nga xâm lược có thể lợi dụng được cơ hội. Cho nên quân Nga xâm lược bây giờ họ đang tìm cách để mà họ dự trữ cho mùa xuân năm 2024. Nhưng mà còn quá sớm để chúng ta nhìn thấy được tình hình chiến trường Ukraine. Bởi vì có thể ngủ một đêm thức dậy thì Ukraine nhận được ào ạt vũ khí của Mỹ cũng không chừng. Hoặc đây là cái nước cờ của Mỹ giả bộ tung ra để mà dụ cho Bắc Hàn ào ạt viện trợ cho Nga, Trung Cộng ào ạt viện trợ cho Nga, để mà nền kinh tế của Trung Cộng sẽ bị kiệt quệ, hoặc là Bắc Hàn sẽ không còn đủ để mà chế tạo những loại vũ khí nguyên tử để mà thử nghiệm bắn qua Hàn Quốc, bắn qua bên Nhật Bản. Cho nên có thể cái chiêu tung ra cho toàn thế giới thấy là Mỹ giả bộ như là viện trợ cho Do Thái để ngưng viện trợ cho Ukraine để mà dụ cho Nga vào cái cuộc chiến mùa xuân này cũng không chừng. Bởi vì có thể khi Nga ào ạt vào cuộc chiến thì số phận cũng giống như là vào tháng 2 năm 2022 sẽ thất bại thảm hại nữa cũng không chừng. Bởi vì Lisa không tin là Mỹ sẽ vấn đề là kêu bằng là ngưng viện trợ cho Ukraine. Bởi vì Mỹ đã viện trợ bao nhiêu tiền của cho Ukraine rồi, đã lôi kéo không biết bao nhiêu đồng minh để viện trợ rồi, thì không lý do gì mà Mỹ có thể mà vấn đề là ngưng viện trợ cho Ukraine được. Cái điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
không để cho quân Nga xâm lược có thể mà dễ dàng để mà chiếm đất nước Ukraine hoặc là xâm lược đất nước Ukraine được. Cho dù Mỹ có bận viện trợ cho Do Thái thì cũng còn Anh Quốc. Anh Quốc chưa có một cuộc chiến nào mà Anh Quốc năm nào cũng sản xuất những loại vũ khí tối tân, không thua gì Mỹ. Bên nửa cân bên tám lạng, Mỹ có thể là nhỉnh hơn một chút, nhưng mà vũ khí của Anh Quốc cũng là những loại vũ khí lợi hại. Và cho dù Anh Quốc mà những đây là kêu bằng là mà Anh Quốc thì không thể nào giống Mỹ được. Hễ ai mà là đồng minh của Anh Quốc rồi thì coi như Anh Quốc sẽ bảo vệ tới cùng. Chắc chắn một điều là nó như vậy. Mỹ thì còn có thể ngưng viện trợ, có thể cúp viện trợ, bởi vì ở trong quốc hội của Mỹ, hạ viện không đồng ý, thượng viện đồng ý, hoặc là thượng viện không đồng ý, hạ viện đồng ý cũng không đi đến kết quả. Bởi vì ở bên Mỹ này nó có tam quyền phân lập rõ ràng, hạ viện đề xuất, thượng viện phê chuẩn mới thành được cái luật và viện trợ. Mà hạ viện không chịu thì coi như thượng viện ở trên không làm gì được, bởi vì hạ viện là phải đề xuất chứ không có thượng viện ở trên mà đề xuất được. Ở bên Mỹ là đi từ dưới lên trên như vậy. Hạ viện phải đề xuất, thượng viện phải bỏ phiếu đồng ý thì nó mới trở thành một cái hiệu lực, mới là bắt đầu giải ngân ra để viện trợ. Mà một khi viện mà hạ viện không có đề xuất thì thượng viện không có tắt ngang để mà đề xuất được. Cho nên chính vì vậy mà quân đội của Mỹ, mới là cá nhân quân đội của Mỹ viện trợ cho Ukraine là ở cái chỗ đó. Nhưng mà hai cái lưỡng viện sẽ ngồi lại để mà họ tính toán với nhau. Có thể là họ sẽ chia ra, bởi vì ở trong Hội đồng Bảo an gồm có Anh, gồm có Pháp, gồm có Nga, gồm có Trung Cộng và Mỹ là đứng đầu. Cho nên Mỹ có thể là giao Ukraine cho Anh Quốc. Quý vị nhớ không? Anh Quốc mà đã bảo hộ cho Hồng Kông là Trung Cộng không dám đụng tới Hồng Kông. Chỉ là đi ra quốc tế để mà yêu cầu trả lại cho Trung Cộng. Bởi vì Anh Quốc đã thuê Hồng Kông 99 năm thì trên văn bản đàng hoàng phải trả lại, chứ Trung Cộng không dám hó hé với Anh Quốc. Anh Quốc mà bảo hộ nước nào rồi là nước đó khó mà có thể mà làm cái cuộc mà chính này là kêu bằng là tìm cách để mà gây hấn được. Chỉ cần Anh Quốc ra mặt mà bảo vệ Ukraine thôi, viện trợ cho Ukraine thôi thì coi như là Nga khó mà có thể xâm lược được Ukraine. Thật sự là tổng thống của Ukraine cần phải nên gặp Anh Quốc, gặp vua Chancellor để mà nói chuyện với quân đội của Anh Quốc. Một khi mà Anh Quốc đã bảo trợ cái nước nào rồi thì không có cái chuyện mà cúp viện trợ, ngưng viện trợ, không bao giờ có. Anh Quốc mà đã bảo vệ hoặc là bảo hộ thì coi như nước đó sẽ mạnh và không ai dám đụng tới. Quý vị thấy điển hình là Canada không? Đó, Canada cũng là nằm dưới sự bảo hộ của nữ hoàng, của Anh Quốc, của vua đó. Nhưng mà rốt cuộc Canada ai dám đụng tới không? Quý vị thấy Úc Châu không? Đó, cũng là của chúng này là Anh Quốc đó. Nhưng mà rốt cuộc là có ai dám đụng tới Úc Châu không? Đụng tới là coi đụng tới Anh Quốc ngay. New Zealand cũng vậy đó. Mặc dù trong nội bộ thì họ yêu cầu là họ sẽ tách rời ra, họ sẽ làm riêng cái bộ máy của họ, nhưng mà cũng phải lệ thuộc vào Anh Quốc. Anh Quốc mà đã bảo hộ cái đất nước nào thì cái đất nước đó coi như là không ai dám đụng tới. Mà đặc biệt là Anh Quốc và Mỹ, là coi như là Mỹ và Anh Quốc là cùng đồng minh. Nói về thế giới phương Tây là chỉ có Mỹ và Anh Quốc thôi. Cho nên nếu Mỹ mà không viện trợ cho Ukraine thì Anh Quốc viện trợ cho Ukraine. Lisa tin rằng Anh Quốc mà một khi ra mặt viện trợ cho Ukraine, 1000 cái đối tượng mà quân Nga xâm lược không dám hó hé. Bởi vì Anh Quốc người ta không có nói đâu, mà người ta chỉ có là âm thầm thôi. Anh Quốc mà kêu bằng là đã ra mặt để mà viện trợ và hứa sẽ bảo hộ cho Ukraine thì đương nhiên Canada sẽ đổ tiền vào để mà viện trợ nền kinh tế. Úc Châu sẽ viện trợ vũ khí và bắt đầu là viện trợ kinh tế. Anh Quốc coi vậy chứ Anh Quốc vấn đề là không bao giờ, từ xưa tới nay hễ Anh Quốc mà bảo trợ hoặc bảo hộ một cái đất nước nào thì coi như đất nước đó yên bình, không có cái vụ mà vấn đề là kêu bằng là cấp viện trợ, ngưng viện trợ như là Mỹ đâu. Mỹ thì bởi vì có từng thời tổng thống, tức là tổng thống này lên thì có thể không đồng ý, tổng thống kia lên thì có thể đồng ý. Cho nên thời Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, một người tổng thống lên người ta ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa thì người ta phải yêu cầu là phải ồ ạt để mà viện trợ. Nhưng mà tổng thống mới lên hoặc là sau 8 năm nhiệm kỳ tổng thống khác lên thì dưới cái sự mà vấn đề là áp lực thì người ta sẽ vấn đề là ngưng viện trợ. Cho nên khi ngưng viện trợ mà Việt Nam Cộng Hòa thì quá tin vào đồng minh, cho nên Việt Nam Cộng Hòa không có ngoại giao. Cái ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có tin vào Mỹ thôi, chứ nếu mà Việt Nam Cộng Hòa vào thời đó mà biết được cái tình hình như vậy mà ngoại giao với Anh Quốc để mà mong rằng Anh Quốc sẽ viện trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa để mà chống lại cái quân cộng sản Bắc Việt, thì Anh Quốc một khi mà hứa rồi thì coi như là Việt Nam Cộng Hòa sẽ giữ được cái mảnh đất miền Nam Việt Nam giống như là Hàn Quốc bây giờ đã giữ. Mỹ chỉ có làm một cái cuộc chiến, đó là Mỹ bảo vệ được Hàn Quốc vào năm 1953, khi mà cộng sản Bắc Hàn ào ạt vào coi như là tính xâm lược luôn cả miền Nam, tức là Hàn Quốc và Nam Hàn đó, thì Mỹ sẽ dội bom ào ạt ở cái vị tuyến, ở cái đường lằn ranh giới gọi là bàn môn điếm. Và sau đó ngăn ra Bắc Hàn ở bên đó và Nam Hàn ở bên đây. Mặc dù là Trung Cộng viện trợ ào ạt nhưng mà không nổi. Mỹ rải bơm như vậy cho nên không thể nào qua được. Cho nên chính vì vậy mà mới chia ra hai miền Nam Bắc từ năm 53 tới bây giờ vẫn trong cái tình trạng chiến tranh bất kỳ lúc nào. Bởi vì hai bên không có ký một cái thỏa thuận nào mà ngừng chiến, đình chiến giống như Việt Nam Cộng Hòa ký với Bắc Việt. Việt Nam Cộng Hòa ký với Bắc Việt là Hiệp định Paris 1973, là ở ngoài miền Bắc thì cứ theo cộng sản quốc tế, cứ giữ cái mô hình là xã hội chủ nghĩa để mà phát triển đi. Còn ở từ vị tuyến 17 đi vào đây là người ta theo tư bản, người ta theo tự do dân chủ. Nhưng mà cộng sản Bắc Việt thì xé hiệp định,
để mà vào cướp miền Nam Việt Nam. Nhưng mà ở bên Bắc Hàn thì nó khác. Ở bên Bắc Hàn là còn sĩ diện của Mỹ nữa. Cho nên Bắc Hàn không chịu ngồi vào bàn đàm phán để mà chia hai miền Nam Bắc. Tạm thời chỉ là lấy cái vị tuyến ở bàn môn điếp để mà chia ra giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Cho nên vẫn trong tình trạng chiến tranh bất kỳ lúc nào có thể xảy ra từ năm 1953 cho tới bây giờ. Nó khác ở cái chỗ đó. Cho nên chính vì vậy mà Mỹ không thể nào mà buông Nam Hàn được. Chắc chắn là Mỹ phải bảo vệ Nam Hàn. Bởi vì Nam Hàn là đồng minh của Mỹ. Cho nên dù cho Mỹ có viện trợ cho Do Thái, có viện trợ cho Ukraine, một khi Nam Hàn hó hé, một khi Bắc Hàn hó hé với Nam Hàn, Mỹ sẽ ra mặt ngay tức khắc. Mà không riêng gì Mỹ nữa. Bây giờ Mỹ giao cho Nhật Bản. Mặc dù Nhật Bản và Nam Hàn, hai quốc gia này, nó có nhiều cái chuyện tế nhị về vấn đề là đất nước, lãnh thổ. Nhưng mà Mỹ đã bàn đâu đó đàng hoàng để mà cho Nhật bảo vệ Nam Hàn, tiếp tay với Mỹ. Có thể là Mỹ sẽ lập ra cái khối NATO ở tại châu Á. Tức là Nhật Bản sẽ là nước đứng đầu trong khối NATO châu Á, rồi lôi kéo theo Indo, Philippines, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines, và bây giờ đang móc nói là kéo Malaysia vào luôn và muốn đem Ấn Độ vào luôn để thành lập một cái khối NATO ở tại châu Á, Thái Bình Dương để mà đối đầu với Trung Cộng và đối đầu với Bắc Hàn. Chỉ vậy mà thôi. Một khi Bắc Hàn lãng chạng, Ấn Độ có thể đi vào Nam Hàn để mà giúp Nam Hàn, để mà đẩy lùi quân Bắc Hàn. Nhật Bản có thể gửi quân vào Nam Hàn để mà đẩy lùi quân Bắc Hàn. Malaysia sẽ bao vây ở ngoài biển Đông. Cho nên chính vì vậy mà Bắc Hàn mới là không dám. Thật sự là Bắc Hàn chỉ run cây nhắc khỉ chứ Bắc Hàn không dám đụng tới Nam Hàn. Bởi vì sao? Bởi vì còn quân đội của Mỹ. Chỉ có là Nam Hàn là coi như là Mỹ trung thành từ năm 1953 tới bây giờ. Và bây giờ có thể không biết Ukraine như thế nào, nhưng mà tình trạng bây giờ thì ở trong quốc hội của Hoa Kỳ, Hạ viện thì không đồng ý viện trợ cho Ukraine tiếp tục nữa. Mà khi Hạ viện không đề xuất thì coi như là sẽ không lên được Thượng viện. Cho nên Tổng thống Ukraine cần phải ngoại giao với Anh Quốc, cần phải ngoại giao mạnh hơn nữa với và khối Âu Châu gồm có Đức và Pháp. Rồi cũng phải liên kết với khối NATO để mà yểm trợ, để mà giúp đỡ. Nếu như mà cần quân thì những cái quân của những đồng minh này Mỹ cũng có thể gửi tới Ukraine được. Nhưng mà cái điều đặc biệt Lisa khuyên Tổng thống của Ukraine cần phải nên ngoại giao thân thiết với Anh Quốc. Bởi vì Anh Quốc mà đưa quân đội của Anh vào, một khi Anh Quốc mà đưa quân đội của họ vào thì khó có ai có thể mà xâm lược được cái đất nước đó. Bởi vì quân Anh Quốc cũng đừng có phải là không có giỡn đâu. Anh Quốc không phải là chuyện đùa. Quý vị thấy không? Trung Cộng ngang ngược cỡ nào mà không dám đụng tới Hồng Kông. Một khi mà Anh Quốc đã làm chủ tình hình. Ngoại trừ ra là Anh Quốc trao trả lại đúng 99 năm thì Anh Quốc làm đúng theo yêu cầu là trao trả Hồng Kông lại. Nhưng mà những người dân nào mà muốn theo Anh Quốc, từng sống dưới sự bảo hộ của Anh Quốc, chỉ cần xin qua Anh Quốc cho qua hết. Những người làm ăn ở Hồng Kông giàu có hầu như là đều đem tài sản qua bên Anh Quốc hết. Sau khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông, trả lại cho Trung Cộng. Cho nên theo Lisa, nếu Lisa mà là Tổng thống Ukraine, thì Lisa phải tìm bằng mọi giá để mà ban giao với Anh Quốc. Chỉ cần Anh Quốc ra mặt thôi, thì Mỹ có viện trợ cũng được, mà Mỹ không viện trợ thì cũng không sao. Bởi vì Ukraine là một đất nước từng sản xuất ra những cái tên lửa. Bởi vì nhà máy điện, nhà máy nguyên tử đều nằm ở lãnh thổ Ukraine. Cho nên chính vì cái điều này mà Nga xâm lược tìm cách để mà muốn thôn tính, muốn xâm lược cho bằng được lãnh thổ Ukraine. Cũng giống như Trung Cộng thèm nhỏ dãi đất nước Việt Nam. Bởi vì thật sự đất nước Việt Nam có rừng vàng, có biển bạc, nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, gạo lúa trù phú có thể nuôi được dân. Tại sao mà thời Pol Pot, Len Sari mà muốn vấn đề là kêu bằng lấy lại những cái mảnh đất ở tại từ thành phố, mà vấn đề là kêu bằng là ở thủ đô Sài Gòn mà muốn lấy vô hết là sao? Họ biết được ở tại đồng bằng sông Cửu Long nó trù phú như thế nào, nó phù sa ra làm sao. Bởi vì hai cái con sông Tiền và sông Hậu nó đổ phù sa vào rất là nhiều. Cho nên làm ruộng, làm lúa có thể nuôi cả nước Việt Nam. Mà nuôi dư luôn nữa, có thể xuất khẩu được luôn, bán để lấy tiền được luôn. Cho nên Trung Cộng thèm nhỏ dãi cái nước Việt Nam. Quý vị thấy không? 1 tỷ 400 triệu dân mà hàng hóa của Việt Nam phải xuất khẩu qua để bán cho họ để lấy tiền. Bởi vì ở bên Trung Cộng, ở trên những cái vùng núi tuyết đâu kia đâu có làm được cái gì. Trên những cái cao nguyên thảo nguyên toàn là cỏ bò ăn không à. Đâu có trồng lúa gì được ở trên đó. Ở trên đó vẫn còn là tuyết rơi quanh năm suốt tháng, lạnh giá mà. Còn những thành phố của Trung Cộng thì những này là bị lũ lụt, sông Hoàng Hà thì nó ngập. Đập Tam Hiệp thì bây giờ phải ngăn chặn lại, bằng không nó vỡ ra lũ lụt, tiền nguyên cũng đâu có trồng cỏ cái gì. Cho nên họ đã nhắm tới mảnh đất Việt Nam, họ biết rõ. Một khi mà thôn tính xâm lược Việt Nam sẽ nuôi được 1 tỷ 400 triệu dân Trung Cộng. Thì giống như quân Nga xâm lược. Thật sự ra những cái tàu kilo mà Việt Cộng mua hầu như là Ukraine đóng không. Kể cả Su-35 của Nga cũng là những này là cái bằng là chế tạo từ ở Ukraine. Ngày xưa khi còn trong thời Soviet, Ukraine là cái nơi mà từng đóng thuyền tàu chiến, từng là sản xuất vũ khí. Cho nên Ukraine cần phải nên những này là như vậy.